ấy à? Thì bây giờ anh cứ cầm cương này thôi, nếu mà mình quen là mình cứ nhảy lên lưng nó đi thôi. Ờ, nó coi đâu mà. Có nghĩa là mình sẽ cầm hai bên này. Ờ, cầm hai bên này, ví dụ nhá. Tư thế là phải để cương ở bên dưới. Xong mình đứng bên trên. À, nếu mà nó lên là đấy mình cứ nhảy lên. Nhảy lên này. Hướng này nó mà. Lên này. Đấy, sau là cầm cương. Đấy, rồi. Ấy. À, cầm hai cương hai bên. Cầm hai cương. Ví dụ muốn trở lên thì mình cho cương nó lên thì em đi. À, đi sang bên cạnh này, này. Cho sang bên kia, giật sang kia. Đứng thì mình cho nó đấy. Hai bên dừng lại chút. Dừng lại thôi. Nhưng mà không được kéo mạnh nha. Không kéo mạnh là nó đau, nó lùi. Nó lùi. Nhẹ nhẹ thôi đúng không? Nhẹ nhẹ. À. Anh kéo lại đi. Đấy. 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 Đấy, anh cứ cho đi thoải mái đi. Cho đi thoải mái. Cái này nhìn mới đẹp này. Cho ta thấy bản Việt trong nữa. Không thấy đâu. Quay lại. Đấy, đi thử ngoài mà. Quả này là quay được hết cảnh ấy. Vâng. Nhanh chứ làm nào? Nhanh anh kêu cho nó chạy. Nhưng mà bố nó chạy là không khói đâu nha, nó ngã đấy. Kéo cơ bên trên.